Lần đầu tiên mình nghe về khái niệm xả năng lượng cho chó. Và buổi học thứ hai của trứng muối sẽ như thế nào? Không biết như thế nào chứ cứ 7 giờ sáng là có hai cái báo thức. Dậy đi ông già, dậy cho tôi đi vệ sinh với tôi ăn với. Mà cứ sáng mở mắt ra là thấy cái sàn nhà bị con muối cậy bay một miếng. Kiểu này chắc 1-2 tháng nữa, với cái sức công phá của con trứng muối á, nó cậy hết cái sàn nhà của tôi lên luôn quá. Mà bữa học hôm nay tôi lấy mấy cái áo hồi xưa của anh Bao ra, mấy cái mà giờ anh Bao nó mang không vừa cho con muối nó mặc. Xong á, hôm nay ăn uống cũng không cần phải xách tay con trứng muối lên nữa, tại vì mới sắm mấy bịch dây thun cột tóc nè, rồi cột lên nhìn cái mặt thùy mị nết na ghê chưa. Đâu có ai biết ẩn mình bên trong là một con quái siêu quậy đâu. Hôm nay tao cho hai tụi nó ăn cái cây heo xay dinh dưỡng, chứ bữa giờ ăn cái cây bò cũng ngán rồi. Sắc thêm miếng đậu que cho nó có chất xơ nữa đó. Rồi mọi người thấy hai cái cọng dây thun nó phát huy công dụng ghê chưa. Bây giờ ăn á đâu cần mình ngồi xách cái lỗ tai lên giùm nữa. Bánh Bao nó ăn xong á, nó ra nằm đợi cô giáo giùm em nó luôn. Bữa học hôm nay á là mình với trứng muối tiếp tục học luôn. Rồi tôi mới nhận ra có nhiều cái vấn đề mà tôi chưa hề biết trước khi nhận nuôi trứng muối. Giống như là nuôi tụi này phải có một cái sự kiên nhẫn cực kỳ. Và đặc biệt á, mình phải dành thời gian chăm sóc và xả năng lượng cho tụi nó, chứ không mà nó sẽ phá hết mọi đồ dùng ở trong nhà. Còn như trong clip các bạn đang coi là cái bảng tính cách của con Beagle nè. Ví dụ như về độ thân thiện là con này 5 sao rồi. Chơi với lại con nít hay là những bạn chó khác thì cũng ok hết. Chỉ có là do tụi nó thông minh quá nên sẽ là dạy rất là khó. Giống như bình thường có đứa nào mà thông minh quá là sẽ nói tụi nó không bao giờ nghe hết. Chỉ có về mặt sức khỏe con Beagle bị bệnh rất là ít, tại vì tụi nó quá khỏe nên mới quá quậy. Còn về cái vấn đề xả năng lượng mà mình nói hồi nãy giờ, thì trong clip Phúc đang xả năng lượng cho hai đứa nó luôn á. Cái người mà xả phải thật là cuốn hút, phải thật là nhiệt huyết thì tụi nó mới chịu chơi chung nha. Cứ cầm cái món đồ chơi nào mà tụi nó thích á cho tụi nó dí theo, chơi phải trong vòng 10 phút liên tục thì mới xả được hết cái năng lượng quậy của tụi nó ra được. Mà tôi không biết tụi nó có mệt không, chứ tôi là tôi mệt lắm luôn rồi đó. Mọi người cứ nghĩ đi, chạy vòng vòng như một con điên trong vòng mấy phút. À, hôm nay tôi mới biết thêm một cái nữa là mọi người có mua đồ chơi mới cho tụi nó thì giấu đi, lâu lâu mới lấy ra để tạo sự kích thích. Còn nếu tụi nó có lỡ cắn đồ tầm bậy ở trong nhà thì cũng không nên đi lại giật cái đồ tụi nó đang cắn, mà phải nhẹ nhàng lại trao đổi bằng đồ ăn hoặc là đồ chơi với tụi nó. Chứ cứ giật vậy á, mốt tụi nó thấy phản xạ, thấy mình đi lại tụi nó sẽ bỏ chạy vì tưởng á lấy đồ chơi của nó. Xong rồi cuối buổi á là tôi được cô giáo ghi cho cái thời khóa biểu của con trứng muối, là y chang mấy đứa mầm non luôn. Sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, rồi giờ nào cho nó đi vệ sinh, nó đi vệ sinh đúng chỗ. Mà coi á, tuy học có 1 tiếng rưỡi thôi mà con muối nó đứ đừ đừ luôn. Bữa sau lỡ mà có học mấy cái chiêu lộn mèo 3 vòng trên không, biết sao nó chịu nổi nữa.